Xin mến chào quý vị khán thính giả đang nghe chuyện trên kênh YouTube Audio Kiếm Nhật Thân Mến. Một quý vị và các bạn chúng ta cùng tiếp tục đến với tập 367 của bộ truyện Tiên hiệp giải tập Nhân đạo chí tôn, tác giả Thạch Trư qua giọng đọc thể hiện Khánh Duy. Trước khi nghe chuyện các bạn hãy để lại một like, một share và hãy comment cảm xúc của mình sau khi nghe xong câu chuyện này. Và để bây giờ không mất thời gian, chúng ta hãy cùng tiếp tục lắng nghe, theo dõi những diễn biến tiếp theo của câu chuyện ngay sau đây. theo tập trước, lúc bây giờ, đao quang của trung nhạc lóe sáng, chém xuống Khởi Nguyên Thần Vương. Vào khoảnh khắc đao quang lóe lên, ý thức của Khởi Nguyên Thần Vương rời đi, tràn vào trong hỗn độn bình, đồng thời nhục thân của hắn cũng bỏ chạy vào trong hỗn độn. Đao quang chém xuống, Khởi Nguyên Thần Vương đầu một nơi thân một nẻo, ý thức tràn vào trong hỗn độn bình của hắn cũng bị đao quang chém tan. Một âm thanh kẽ chuyển tới, hỗn độn bình rơi vào trong hỗn độn, trung nhạc đưa tay bắt lấy, thế nhưng bắt hụt chỉ kịp vớt được nhục thân của khởi nguyên thần vương nhưng thấy nhục thân của khởi nguyên thần vương mất một nửa người thái tuế thần vương run rẩy nói bệ hạ hắn mất một nửa thân người rồi nhưng liệu có vấn đề gì không đấy hắn đem theo công pháp thần thông một đời thất đạo luân hồi từ ba trăm vạn năm trước lên bờ liệu có trung nhạc nhíu mày người yên tâm ta đã tiêu diệt hơn nửa ý thức của hắn hắn không nhớ được kiếp này cho dù có ý thức có ký ức thì cũng là tàn khuyết thôi Chẳng trách mà Hắn sắc mặt của quái Chẳng trách khởi nguyên đạo thần Đã sớm không bận tâm lắm về trung nhạc Cứ để cho hắn trưởng thành Chứ không hạ sát thủ ngay từ đầu Khởi nguyên thần vương lý giải về lục đạo luân hồi Và thất đạo luân hồi Cũng không bằng được trung nhạc và phong hữu trung Không bằng được phục môn đạo tôn Thì ra là vì trung nhạc chặt đứt ký ức trước kia Trong hỗn độn bình Ý thức của hắn còn lại không nhiều Hơn nữa trong bình ý thức của hắn cũng không thấy được quá khứ và tương lai hắn có lẽ chỉ còn lại lượng cái ức ít ỏi vì sự giả ví dụ như sự trả thù đại tư mệnh ví dụ như hủy diệt chính thống của sinh linh hậu thiên thái tuế thần vương thở phào cười thế thì ta yên tâm rồi hắn coi như ta là đại tư mệnh bệ hạ ngươi làm gì vậy ngươi lại muốn ăn nữa im mồm trung nhà quát lên nuốt một nửa thân người của khởi nguyên thần vương thái tuế thần vương sợ tới mức hồn bay phách tán toàn thân run rẩy vội vàng chạy ra trốn ra ngoài Trung Nhạc thò tay tông lấy hắn, nhấc quay về, Thái Tuế Thần Vương kêu lên: "Ngươi đừng ăn ta, đừng ăn ta, ta không ngon chút nào cả." Trung Nhạc ném hắn xuống đất quát: "Nói ít thôi, chấm chỉ có một nửa khởi nguyên đại đạo, nếu ngươi còn kêu, ta sẽ ăn cả ngươi đấy." Thái Tuế Thần Vương vội vàng ngoan ngoãn, không dám động đậy. Trung Nhạc toàn lực luyện hóa nhục thân của khởi nguyên thần vương, lấy khởi nguyên đại đạo ở trong đấy. Một lúc lâu sau, hắn thản nhiên nói: Thái tuế đi theo ta nào Thái tuế thần vương nhảy tưng tưng theo sau hắn Trong bụng cứ lầm bầm Thái hoàng hung tàn thành tính Trước tiên không nói không rằng Ăn trưởng sinh đế Giờ lại ăn khởi nguyên thần vương Hơn nữa cứ bắt ta theo bên cạnh Lẽ nào cũng muốn ăn cả ta nữa sao Đúng rồi Chắc chắn là hắn đợi ta Luyện hóa xong cái đầu này Thì sẽ ăn ta Cái đầu này Cái đầu này thơm thật Trung nhạc dẫn theo Thái tuế thần vương ra khỏi khởi nguyên thánh địa Thế hắn đi quá chậm liền cho hắn vào trong nguyên thần bí cảnh lại khiến thái tuế thần vương sợ đến mức gần chết từng mình bị ăn tổ đình vẫn đang long trời lở đất nhật nguyệt vô quang thân ảnh của phong hữu trung xuất hiện tại đây đạo tôn tầng thứ đạo thần tu vi chiến lực quả thực là kinh thiên động địa thế nhưng trung nhạc không tới tổ đình thất đạo luân hồi sau đầu đột nhiên xoay chuyển luân hồi đại đạo bay ra nhất thống luân hồi tạo thành vòng luân hồi thứ tám chậm phải tới ba trăm vạn năm trước chứng kiến đoạn lịch sử kia xem khởi nguyên đạo thần làm như thế nào mà thoát khỏi luân hồi bắt đạo luân hồi chuyển động hắn liền biến mất thời đại hắc ám 300 vạn năm trước luân hồi khổng lồ cắt đôi thể không trung nhạc xuất hiện ở những năm cổ đại áp lực thể không cực lớn muốn ép hắn trở về thời đại của mình trung nhạc hự một tiếng áp chế sự xáo động thể không tiến về thương cốc thánh địa thương cốc thánh địa lãnh địa của thái cổ đại nhật thần vương phù tăng thụ linh căn khổng lồ giống như ngọn đuốc trong vũ trụ tối đen cháy rừng rực sừng sững ở trên hỗn độn hải đại nhật thần vương chiếm cây linh căn này thôn phệ luyện hóa hỗn độn hải tu vi cường đại là hào cường ở một phương chiếm cứ bầu tinh không bao la trong vũ trụ cổ vị thần vương này vô cùng tàn bạo sống trên phủ tang thụ linh căn trong thương cốc có vô số sinh linh bị tộc duệ của thần vương ức hiếp ngày đêm hiến tế hiến những nữ tử trẻ đẹp của các tộc đến khi đại nhật thần vương tỉnh lại thì họ sẽ bị hắn ăn khi trung nhạc tới, đại nhật thần vương đang ngủ say, thần vương tộc duệ đã chuẩn bị thiếu nữ của trăm vạn năm, chỉ đợi thần vương tỉnh lại. Không lâu sau, hỗn độn hải đột nhiên nổi sóng, một con hỗn độn đá, một chiếc bình và một miếng thịt lớn lên bờ. Rõ ràng cho rằng đó không phải thứ trong hỗn độn, muốn đuổi chiếc bình và miếng thịt kia ra khỏi hỗn độn. Trong nguyên thần biết cảnh, thấy tới thần vương vừa kinh ngạc vừa mừng rỡ. "Ồ, oh, miếng thịt đó chính là ta, mà cái bình kia?" Chiếc bình đột nhiên mở ra, một luồng ý thức nhân lúc đấy chưa vào trong hỗn độn còn hỗn độn mơ màng kia đột nhiên có ý thức ngẩn người rồi lên bờ há mồm nuốt đại nhật thần vương và cả sinh linh trong thương cốc thánh địa rồi nghênh mang bỏ đi không biết bao lâu sau đại nhật thần vương hồi hồi sinh phẫn nộ không thể kiềm nén tìm kiếm kẻ địch ở khắp nơi thế nhưng không thấy chỉ tìm được một miếng thịt bên cạnh hỗn độn hải chính là thái tuế thần vương đại nhật thần vương độ hỏa công tâm nuốt thái tuế thần vương mấy ngày sau không tiêu hóa được lại nhỏ thế tuế thần vương ra đã hắn ra khỏi thương cốc lúc này trung nhạc tới bên ngoài khởi nguyên thánh địa thấy sinh vật hỗn độn kia chưa vào trong khởi nguyên thánh địa nhưng bọn hắn vẫn không thể vào khởi nguyên thánh địa được hắn từng nuốt chính mình khởi nguyên thần vương quá khứ vì muốn có khởi nguyên đại đạo thoát khỏi luân hồi nhưng khởi nguyên đạo thần lúc này chưa biết nhiều về tương lai trung nhạc từ xa nhìn khởi nguyên thánh địa ánh mắt lay động thầm nói nhỏ Hắn bị ta chém một đao Ký ức còn lại không nhiều Ta đã biết cách hắn thoát khỏi luân hồi Hắn vào lúc này đã thành công trở thành sự khởi đầu của luân hồi mới Nhưng phải xác định Thời không luân hồi của ta trước đã Mối chút thắng bại của trận chiến này Không nằm ở trong chiến trường Mà là ở việc liệu có thoát khỏi luân hồi được hay không Thân hình của hắn lay động Biến mất khỏi quá khứ Không lâu sau Trung nhạc trở lại hiện tại Thế nhưng không dừng bước mà tiếp tục tiến về phía trước Tiến về tương lai cảnh tượng tương lai chập trần đối với sinh linh sống trong vũ trụ này tương lai là chưa biết chưa xác định thay đổi bất cứ suy nghĩ nào của bất cứ sinh linh nào đều có thể thay đổi tương lai với hỗn độn mà nói tương lai lại là đã xác định sinh vật hỗn độn phiêu đãng trong thể quang vì thể quang rõ ràng chúng có thể bơi qua bơi lại giữa quá khứ và tương lai điều này có nghĩa là bất cứ thời gian nào dù là quá khứ hay là tương lai với sinh vật hỗn độn thì đều đã biết đều không thể thay đổi cũng có nghĩa là mọi việc xảy ra đều đã định, đều là quá khứ, cho dù là sự việc trong tương lai. Điều này có nghĩa là tương lai quá khứ là một sự luân hồi. Giờ Trung Nhạc thấy cảnh tượng tương lai liên quan tới hắn và kể cả đế triều này, cho thấy hắn là ở tương lai vẫn trong đại luân hồi, cho dù hắn có nỗ lực thế nào thì vẫn thuộc một phần của luân hồi. Đại tư mệnh cố gắng dễ dụa, cuối cùng cũng vẫn là một phần của luân hồi, không thể thoát ra được. Hắn tưởng tách thoát ra ngoài là mở đạo giới thế nhưng không ngờ chính vì mở đạo giới mới khiến cho hắn trở thành một phần của luân hồi chết dưới đạo quang của đạo giới trung nhạc tới tương lai đã mơ hồ ở đây một mảng hỗn loạn nhưng cảnh tượng về hắn và đế triều vẫn còn nhưng đã có chút thay đổi nhỏ ví dụ như có những người trong cảnh tượng tương lai xác định đã chết trong trận chiến này nhưng giờ vẫn còn sống những người đã xác định sống thì lại đã chết hắn tiến về phía trước muốn bước vào những cảnh tượng đó thế nhưng phát hiện dù thế nào cũng không thể hắn đã trước cảnh tượng cuối cùng thấy mình chết dưới sự vây công của khởi nguyên thiên tứ diện thần hắc bạch nhị đế luân hồi thánh vương khi hắn chết dấu ấn hỗn độn phát nổ nhấn chìm thi thể của hắn tái tuế thần vương trong nguyên thần biết cảnh của hắn thấy cảnh tượng đấy muốn nói như rồi lại không dám nói hắn sợ nói nhiều sẽ chọc giận trung nhạc dù sao trong mắt của hắn trung nhạc cũng còn là kẻ hung tàn nuốt sống khởi nguyên thần vương chọc giận trung nhạc chắc chắn sẽ bị hắn nuốt sống trung nhạc giơ tay khẽ ấn lên ngực ở đấy là dấu ấn hỗn độn của hắn, nhưng nó đã biến mất vì hắn chuyển tới thân thể hắn ở trong tương lai. Khi hắn dùng luân hồi đại đạo chuyển dấu ấn hỗn độn đi, cảm nhận được một sự quấy nhiễu kỳ lạ, trước sự ảnh hưởng đấy, hắn chỉ có thể chuyển dấu ấn hỗn độn tới chính hắn ở 50 năm sau. Giờ cuối cùng hắn cũng đã hiểu, trận chiến trong tương lai có lẽ xảy ra vào năm 50 năm sau. 50 năm sau, hắn chết trong tay bọn khởi nguyên, vì sau đó hắn vẫn không còn nữa. Vì thế không thể chuyển dấu ấn hỗn độn tới tương lai xa hơn được nữa. 50 năm sau sẽ là bắt đầu luân hồi của ta Trung nhạc mỉm cười Trong cảnh tượng tương lai Trong số những người tấn công hắn Thân ảnh của thiên đột nhiên biến mất Thiên đã chết sao Tim hắn khẽ động Thân ảnh thiên biến mất ở tương lai Cho thấy thiên đã chôn thân Ở trong luân hồi táng khu Nhưng kết cục của hắn vẫn không thay đổi Vẫn chết trước sự vây công của bọn người khởi nguyên đạo thần Trong vòng luân hồi này Thiên không quan trọng Chết hay không chết cũng không liên quan gì mấy tới tương lai nếu như đạo thần khác chết thì sao đấy Liệu có thay đổi tương lai hay không Quần sáng sau đầu trung nhạc Chuyển động trở về hiện tại Tầng trời thứ 10 trong luân hồi táng khu Táng thiên Thiên giáng mưa máu Đế phần thiên táng linh thần vương Và chư đế cùng vô số thần tướng Tắm trong mưa máu Trận mưa máu này nhộm đỏ rực cả tầng trời thứ 10 Mưa máu này không phải màu là máu Mà là mảnh vỡ nhục thân của thiên Là vô số tế tự chi lực Vô số suy nghĩ là sự tập trung năng lượng của chúng sinh cũng là linh hồn của thiên thiên đã bị họ giết chết luân hồi táng khu là nơi quy tụ linh hồn của mọi sinh linh các sinh linh khi hồn tiêu phách tán hồn phách chất tới 10 tầng trời của luân hồi táng khu trong đó tầng thứ 9 là đế táng thiên nơi quy táng của đại đế còn tầng thứ 10 là táng thiên nơi quy táng của thiên vì thế thiên hồn tiêu phách tán sẽ ở tầng 10 tầng trời thứ 10 biến thành mưa máu mai táng ở táng thiên Táng thiên là do phục môn đạo tôn đặt tên Đặt tên là ứng nghiệm Táng linh thần vương tắm trong mưa máu Nghiêm nghị nói Lẽ nào phục môn đạo tôn năm xưa thật sự Nhìn thấy cảnh tượng này hay sao Hay là cảm thấy cái tên táng địa không tốt Đối với hậu thổ nương nương Nên mới tiện miệng đổi thành táng thiên đây Cái này thì chịu thôi Đế phần thiên quanh người hỏa diễm bùng cháy Hắn ngẩng lên nhìn trời lạnh lùng nói Theo ta tới tổ đình Ở đó còn có kẻ địch Táng Linh Thần Vương nhíu mày, trận chiến này thực sự là thảm liệt, thực lực của Thiên quá mạnh, họ cố gắng hết sức mới luyện chết được Thiên ở Táng Thiên. Chúng tướng sĩ tử thương nghiêm trọng, toàn thân trọng thương, khó lòng có thể tái chiến được. Cho dù là hắn và đế phần Thiên, thương thế cũng rất nặng, nếu tái chiến tiếp chắc chắn sẽ uy hiếp tới tính mạng của họ. Giờ xuất tinh tổ đình chỉ sợ sẽ bị tiêu diệt. Giờ tới tổ đình, chỉ e là sẽ chú đầu vào chỗ chết thôi. Táng Linh Thần Vương trần trừ nói, Trừ đế từng thế quá nặng Vẫn là ta và ngươi cùng tới tổ đình đi Đế phần thiên gật đầu Hai người dùng chút pháp lực còn lại bay tới tổ đình Dọc đường thấy hách lên khuyên ngọc trong bát quan đại bại Thế lực của hắn tổn thất cực lớn Đã không thể uy hiếp tới bát quan được nữa Sát trận của tổ đình vẫn đang cuộn cuộn Trung Hoàng Thần đã tiêu hoa quạn sức lực trong trận chiến này Nhưng Thánh Vũ Đế đã tới thay thế Trung Hoàng Thần Hắc Bạch Nhị Đế thì bị Phong Hữu Trung ngăn cản Luân hồi Thánh Vương cũng bị Phong Hữu Trung giữ chân Bên trong tổ đình hai mươi phục khi địa hoàng nhập trận cộng thêm các đời thiên hoàng đại toại hoa tư hậu thổ trận chiến này gần như nắm chắc phần thắng trong tay trung nhạc đem theo thái tuế thần vương đi qua chứ không vào tổ đình họ từ lãnh địa của hỗn độn thị hỗn độn lão tổ vội vàng tới đón hắn cười nói bệ hạ chiến sự đang căng thắng tại sao lại tới hàn xá vậy trung nhạc khách khí nói đạo huynh ta tới mượn đường mượn đường sao hỗn độn lão tổ khựng lại không hiểu hỏi dám hỏi bệ hạ muốn mượn đường nào mượn đường hỗn đốn ở sau lưng đạo huynh trung nhạc cười ta từng được thất khiếu thần nhân chưa lên bờ đưa vào trong hỗn đốn giấu trong mồm của hắn trải qua một số việc rất kỳ diệu hỗn độn lão tổ sắc mặt hơi biến đổi sau lưng hắn chính là một mảnh hỗn độn mênh mông nơi đó liên kết vùng hộ đất hỗn độn có thể thông qua đó và trong hỗn độn được. Mục đích của hắn ở lại đây chính là để tương lai có thể trở lại hỗn độn, bỏ mặc thế sự. Thật không ngờ Trung Nhạc lại mượn đường này của hắn. Nhưng Trung Nhạc lại nhắc tới việc hắn từng trốn trong mồm thất khiếu hỗn độn thần nhân vào trong hỗn độn, khiến vị hỗn độn lão tổ này sắc mặt đại biến, kêu lên thất thanh. Chẳng trách tương lai một mảng hỗn độn thì ra là do lúc đấy. Sắc mặt của hắn tối sầm lại, dậm chân hình huỳnh. Trung Nhạc chớp chớp mắt khó hiểu. Đạo huynh, tại sao đột nhiên lại thất thố như vậy? Hỗn độn lão tổ nói, người từng vào hỗn độn có nghĩa là đột nhiên cắt đứt mọi nhân quả, vì thế tương lai của ngươi sẽ thay đổi, có nghĩa là Trung nhạc kiểu ra lần kêu lên, ý của ngươi là thứ thay đổi tương lai của ta không phải là đại tư mệnh phá hủy đế tinh của ta, mà là khi ta vào trong hỗn độn, đột nhiên thoát ra khỏi luân hồi của thế gian hay sao? Hỗn độn lão tổ vội ngậm miệng lại không nói gì, thì ra là vậy, thì ra là vậy. Hắn có cảm giác gạt được lớp sương mù, hắn cười nói: "Ta không phải muốn thoát khỏi luân hồi của thế gian lần nữa, mà là thoát khỏi luân hồi của thời gian, vì thế muốn vào hỗn độn lần nữa để tới tương lai kìa. Hỗn độn lão tổ đáng thương nói: "Bệ hạ tinh thông chủ quang, có thể tới quá khứ, tương lai, tại sao lại phải vào hỗn độn xem đây? Thời gian trong hỗn độn là một mảng hỗn loạn, mà giờ thì không thể tới tương lai được." Trung Nhạc lắc đầu Vẫn có thể đi xem sao Tương lai không phải hoàn toàn vần đục Vẫn còn một số cảnh tướng không bị lưu mờ Ta ở tương lai nhìn không rõ Nên muốn vào hỗn độn xem sao Lần đó thất khiếu hỗn độn giấu ta trong miệng hắn Giúp ta sống sót trong hỗn độn Chắc hẳn đạo huynh cũng có cách như vậy Hỗn độn lão tổ cẩn trọng nói Nếu ta không có việc gì Có thể đưa bệ hạ vào trong hỗn độn thôi Nhưng thất khiếu đạo huynh bảo ta trông coi chức chuông này Ta đã hứa thì phải bảo vệ nó thôi không thể đưa bệ hạ vào hỗn độn được hắn sợ trung nhạc tức giận nên mới thận trọng như thế trung nhạc cười ôn hòa đạo huynh đã có việc thì lần này không phiền đạo huynh nữa vậy thái tuế thần vương ra đây đi thái tuế thần vương nhảy ra khỏi nguyên thần bí cảnh của hắn rơi xuống đất trung nhạc cười ta trốn trong cơ thể thái tuế có thể bơi vào trong hỗn độn tương lai một mảnh phần đốt đạo huynh có thể không muốn bước tới tương lai thế nhưng cũng may là thái tuế thần vương thì sẽ không như vậy hỗn độn lão tổ thấy thái tuế thần vương liền kêu lên là huyết nhục của đại tư mệnh ư ừ. trung nhạc kinh ngạc hỗn độn lão tổ vội nói ta từng thấy vị đạo hữu này trong hỗn độn biết hắn là do nhục thân của đại tư mệnh biến thành ồ oh, đạo huynh biết cũng thật nhiều trung nhạc nói dám hỏi vậy còn việc mượn đường thì sao hỗn độn lão tổ trần trừ nói đương nhiên không dám ngăn cản bệ hạ chỉ là tương lai vận đục bệ hạ phải cẩn thận đừng mất phương hướng nếu cảm thấy không thể tiến tiếp thì trở lại ta dùng tiếng nói gọi để dẫn đường cho bệ hạ trung nhà cảm ơn đưa thái tuế thần vương tiến về phía hỗn độn ở phía sau đột nhiên dừng lại nói đạo huynh chức trung này tên là gì vậy hỗn độn lão tổ nói luôn tiên thiên chúng đến khi nói rồi hắn liền hối hận thầm kêu khổ thái hoàng tới đây thì ra là đỏ hỏi ta câu này Ta biết tại sao hắn lại mượn đường này của ta rồi Hắn rõ ràng Có thể thông qua phủ tăng thú để vào hỗn đốn Trung nhạc cười Tiền thiên trung sao Thì ra là tượng trưng vũ trụ cổ Vậy thì chức trung mà ngươi thường không nhìn thấy kia Chắc chắn là hư không trung rồi Tượng trưng như hư không giới Nói rồi hắn đưa tay khẽ vạch một đường Thân thể thái tuế thần vương tách ra Trung nhạc đi vào bên trong Thái tuế thần vương lăn vào trong hỗn độn Hỗn độn lão tổ sắc mặt hoang mang Đi tới đi lui lầm bầm nói Giờ phải làm sao Có cần cho vị đạo huynh đó biết hay không đấy Hắn chần chừ không quyết Đột nhiên từ ngoài vọng tới tiếng nói Không cần ta đã biết rồi Cứ để hắn ra khỏi hỗn độn Ta sẽ nói rõ với hắn sau Hỗn độn lão tổ Vội vàng nhìn sang chỉ thấy Thần nhân hỗn độn thất kiếu, Đã tới vùng hỗn độn thánh địa này Rõ ràng đã bị trung nhạc dụ tới Nghe thế lời hắn vừa nói Đạo huynh hắn đã phát hiện tiên tiên trung dựa vào tiên thiên trung suy đoán ra nó tên là hư không trung vậy hắn chắc chắn cũng có thể suy đoán ra những chức trung khác kia hỗn độn lão tổ ra đón hắn lên tiếng nói mấy chức trung của ngươi về tên hay công dụng có lẽ không qua mắt được hắn sẽ bị lần lượt đoán ra thôi thần nhân hỗn độn thất khiếu gật đầu từ tốn nói đương nhiên là sẽ không che mắt được hắn rồi hỗn độn lão tổ lo lắng nói Vậy không phải đã thay đổi quỹ đạo tương lai hay sao? Khiến tương lai càng thêm hỗn loạn hay sao? Người ra tử hỗn đốn, biết trước sự việc. Chỉ cần tương lai không thay đổi chút nào thì mới giúp người nắm bắt được tiến cơ. Nhưng giờ tương lai thay đổi, không phải khả năng thắng của người sẽ càng, càng ngày càng nhỏ hay sao? Thần nhân hỗn độn thất khiếu, trần trừ nói. Luôn có những việc sẽ vượt ngoài tầm kiểm soát của ta. Thực ra, khi ta cứu vị luân hồi thánh vương còn lại thì kia, thì tương lai đã thay đổi rồi sẽ không diễn ra theo như quý đạo ta biết nữa kìa kỳ diệu hơn là sự thay đổi này dẫn hắn đi theo con đường chưa biết con đường này là tốt hay xấu sẽ có hậu quả gì đến ta cũng không rõ được vì thế ta chỉ còn cách đợi hắn xuất hiện nói rõ nguyên nhân hậu quả cho hắn biết thôi hỗn độn lão tổ thở dài cũng có khả năng tương lai lại càng thêm vẩn đục hỗn độn thất khiếu lên tiếng nói ừm, có thể sẽ là hoàn toàn đục ngầu kìa tương lai đục hoàn toàn hỗn độn sinh vật không còn chỗ đứng chị e sẽ lên bờ hết thôi hỗn độn lão tổ trước mắt nói chắc người biết sinh linh hỗn độn chúng ta có những người tới từ tương lai lại có người tới từ quá khứ nếu như hắn hủy diệt tương lai thì nhân quả trong đó thần quang quanh người thần nhân hỗn độn thất khiếu lay động đột nhiên thần quang biến mất hoàn toàn để lộ ra một gương mặt kiên nghị ánh mắt mang ý chí hằng cổ bất động hỗn độn cũng không thể phá hủy đó là ý chí chỉ có khi được rèn luyện khổ ải không thể học được hắn thản nhiên nói vậy thì phải xem bản lĩnh của những đạo hữu kia rồi bên trong hỗn độn thái tuế thần vương rơi vào trong giấy ruộng không ngừng trong hỗn độn không có khác biệt về thời gian không gian ở đây không có bất cứ đại đạo nào mọi thần thông đạo pháp đều mất tác dụng trung nhạc thò đầu ra từ trong cơ thể thái tuế thần vương hỗn độn tấn công vô cùng lợi hại thái tuế thần vương chỉ có thể miễn cưỡng tự bảo vệ mình mà bản lĩnh của hắn đối kháng với hỗn độn thì không bằng thế tuế dù sao thì nhục thân cũng thua kém một bậc nhưng diện tích trung nhạc tiếp xúc khá nhỏ không đến mức nguy hại tới tính mạng của hắn chỉ khiến cho da đầu của hắn không ngừng rơi xuống biến thành hỗn độn khí nhục thân của hắn vẫn có thể chống chọi được nếu như nhục thân của hắn ngâm hoàn toàn trong hỗn độn khí thì sẽ nguy hiểm hỗn độn sẽ liên tục ăn mòn nhục thân của hắn trong thời gian ngắn tuy không lấy mạng thế nhưng nếu dẫn phát dấu ấn hỗn độn thì sẽ trở lên cực kỳ nguy hiểm dấu ấn hỗn đồn, xâm thực từ mọi phương diện huyết nhục hồn phách đại đạo tinh thần đều đồng hóa thành khí hỗn độn hung ác tới cực hạn vì thế hắn buộc phải dùng thái tuế thần vương làm vào ngoài chống lại hỗn độn thì mới bước vào hỗn độn khí được ở trong hỗn đồn, hắn lập tức nhìn thấy cảnh tượng kỳ dị thời gian đối với sinh linh trong vũ trụ là một đường thẳng một sinh mệnh chỉ có thể tiến về phía trước trên đường thẳng đấy không thể quay đầu nhưng ở đây thì vô cùng cổ quái thời gian không phải đường thẳng không thể quay đầu mà là một dòng sông dài. Sinh linh trong vũ trụ chỉ là cảnh tượng ở trên sông. Cho dù là những kẻ cường đại nhất, cả đời họ đối với sinh vật hỗn độn mà nói cũng chỉ là một cái chớp mắt. Sinh vật hỗn độn chậm chạp bơi từ quá khứ tới tương lai rồi lại từ tương lai về quá khứ. Hình thái của chúng thì thiên biến văn hóa, không có hình thái cố định, vô cùng kỳ diệu. Chúng bơi trong hỗn độn, nhìn hết đi hoan ly hợp của vô số sinh mệnh trong thế gian, trong thời gian, nhưng mọi hỗn độn mà nói thì thế giới là một mảng đục ngầu. Khiến chúng không muốn bước chân vào. Những sinh vật hỗn độn này mơ mơ màng màng, không có tư duy, không có ý thức, chúng bơi trong dòng sông thời gian, có lúc sẽ gặp tiêu thạch, đó là giao giới giữa hỗn độn và hiện thực. Ví dụ như phù tăng thụ liên kết với hỗn độn, nó chính là một mảnh tiêu thạch trong hỗn độn. Ở đấy có hỗn độn hải, sinh vật hỗn độn có thể thôn phệ mặt trời, mọc lên từ trong hỗn độn. Tiêu thạch tương tự còn có vài chỗ khác ví dụ như nơi trung nhạc và hỗn độn lần này cũng là một mảnh tiêu thạch là nơi hỗn độn lao tổ mở ra đạo giới quá khứ cũng có một mảnh tiêu thạch là do trung nhạc khởi nguyên phá tan đạo giới cũ tạo thành lỗ hổng đạo giới khi tứ diện thần còn là sinh vật hỗn độn đã bị chặn lại ở đấy trung nhạc nhìn thấy thời gian bị cắt đứt ở đó là một vùng đục ngầu giờ hắn có chút hiểu tại sao sinh vật hỗn độn không thể bước vào trong đó được dòng sông thời gian đã đứt thời gian như nước mà phía trước cửa dòng sông thời gian không còn nước nữa nước đứt dòng chảy sinh vật hỗn độn không thể bơi tới được tương lai không tồn tại đương nhiên không thể bước vào trong tương lai dòng sông thời gian không phải bị cắt đứt hoàn toàn vẫn còn những cảnh tượng ngắt quãng những cảnh tượng đó chính là việc trung nhạc muốn nhìn thấy chỉ đáng tiếc rằng thái tuế thần vương không thể bơi tới được hỗn độn cũng không thể qua đó thái tuế thần vương vẫn không bằng sinh vật hỗn độn đương nhiên không thể bơi qua chỉ còn cách đợi thời gian tiếp tục tiến về phía trước thì mới bơi qua được. Oh, quả nhiên là một cái vòng. Trung nhạc giật mình, đột nhiên thấy một đạo thời gian hình tròn ẩn hiện trong thời gian vận đục. Vòng tròn thời gian đó cắt vào trong vùng vận đục, ngắt quãng không liền mạch, mà vòng thời gian đó có một phần cắt với vòng tròn thời gian khác. Đó chính là vòng luân hồi. Mục đích của hắn lần này chính là để tìm vòng luân hồi của chính mình, tìm cách thoát khỏi luân hồi. Trung nhạc định thần lại, từ trong ấn độ nhìn thấy thời gian khác với việc trở về quá khứ về quá khứ chỉ là quan sát từng chút một cần tự chỉnh lý thông tin mình có được rồi suy đoán đáp án còn từ hỗn độn có thể thấy trình thể bằng góc độ của người ngoài quan sát vòng thời gian trung nhạc cho tâm thần chìm xuống một vòng thời gian khác là vòng luân hồi của khởi nguyên đạo thần đúng như hắn nghĩ khởi nguyên đạo thần từ hỗn độn lên bờ sau khi tới khởi nguyên thánh địa thì vòng luân hồi bắt đầu tách ra một đạo có nghĩa là khởi nguyên đạo thần từ đó thoát khỏi vòng luân hồi còn vòng luân hồi của trung nhạc thì là một vòng tròn không tách ra một đạo khác, nghĩa là hắn vẫn trong luân hồi. Hắn nhìn thấy nơi xa nhất của vòng luân hồi của mình, 50 năm sau trong tương lai, hắn chính tử, sau khi bị hỗn độn thôn phệ thì nơi bắt đầu lại là thương cốc của 200 vạn năm trước. Quả như là vậy. Tâm thần trung nhạc khẽ chấn động, hắn nhìn thấy cảnh tượng kỳ dị, vòng luân hồi đó có nhiều đốt, mỗi đốt đều là thương cốc. Vậy làm sao để thoát khỏi vòng luân hồi này đây? Hắn tìm kiếm rất lâu không thấy điểm để thoát khỏi vòng luân hồi, nhưng luân hồi này có rất nhiều điều bị đứt nơi đó là một vùng vần đục nhưng không lâu sau lại liền lại một lúc lâu sau hắn thu ánh mắt về đờ đẫn nói thái tuế chúng ta quay về thái tuế thần vương cố gắng bơi về tiêu thạch mà hỗn độn lão tổ đã mở ra hỗn độn minh mông thái tuế thần vương bơi không biết bao lâu mới tới được mảnh tiêu thạch kia nhưng ở đây thời gian không có bất cứ nghĩ nghĩa gì cả dù dùng bao nhiêu thời gian cũng chẳng là gì trung nhạc giữ người suy nghĩ không hề để ý đến thái tuế thần vương đã tới bên cạnh tiêu thạch đột nhiên tiếng của lão tổ hỗn độn truyền tới nói bệ hạ hỗn độn không nên ở lâu hãy sớm quay về trung nhạc tinh thần khẽ chấn động cùng thái tuế thần vương lên bờ tiếng của hỗn độn lão tổ đồng thời truyền tới hắn cười lên rồi lên rồi bệ hạ việc của các ngươi tự giải quyết đi ta không muốn liên quan quá sâu sau này ta còn phải trở về hỗn độn nữa kìa trung nhạc hượng người thấy hỗn độn lão tổ đột nhiên đi xa trước mặt hắn là thần nhân hỗn độn thất khiếu thái tuế thần vương người cũng đi xa một chút đi trung nhạc với tay thái tuế thần vương vội tập tĩnh đi xa trung nhạc nhìn hỗn độn thần nhân thất khiếu ở trước mặt mình mở mồm thế nhưng không nói thần nhân hỗn độn thất khiếu tiến lại đứng chính vai với hắn hai người một người nhìn về hỗn độn một người nhìn về thế giới bên ngoài quanh người thần nhân hỗn độn thất khiếu vẫn bao phủ bởi thần quang trong thần quang là một đôi mắt chữ giỏi nhìn hỗn độn khí hắn nói trước người đã thấy gì trong hỗn độn vậy trung nhạc mắt nhìn về phía thế giới bên ngoài ba mắt bắn ra thần quang ba đạo thần quang lộ ra cảm xúc phức tạp ta đã thấy thường cốc thần nhân hỗn độn thất kiếu khẽ gật đầu vẫn là thường cốc vẫn là phủ tăng thú đó là cây linh căn duy nhất liên kết với hỗn độn rất nhiều việc nhiều điều xảy ra dưới phủ tăng thú tại thường cốc kia Giọng của Trung Nhạc có chút khàn lại Ta thấy ta câu hỗn độn lần thứ hai Ở thương cốc Câu lên một con sinh vật thốn đốn Đã có ngũ khiếu Ta khắc cho nó hai khiếu còn lại Rồi hắn biến thành ta Hắn nghèn nghẹt nói Ta điều khắc chính mình Hai người quay lưng lại với thế giới của đối phương Một bên là hỗn độn minh mang Một bên là hiện thực bao la Mỗi bên đều vô cùng hoa lệ và hấp dẫn Người đã trải qua điều gì Trung Nhạc hỏi người bên cạnh. Thần nhân hỗn độn thất khiếu, xua tan thần quang quanh người, lộ ra gương mặt vừa quen vừa lạ, giống hệt với Trung Nhạc. Điều khác duy nhất là hắn không có thần nhãn của phục khi thần tộc. Ta đã trải qua việc, ngươi phải trải qua trong tương lai. Thần nhân hỗn độn thất khiếu bình tĩnh nói. Thất bại của ngươi, ngươi đã chôn vùi mọi thứ trong thất bại, rồi tới cái chết. Sự không cam lòng, sát khí, oán nộ, chấp niệm. Hồi sinh trong hỗn độn Người sau này phải trải qua những việc đấy Cuối cùng biến thành ta Còn ta sẽ thoát khỏi lân hồi Khi người chết đi thay đổi tương lai Hắn quay người lại Trung nhạc cũng quay lại Hai người đều nhìn thấy gương mặt vừa lạ vừa quen Giống hệt nhau chỉ có thần nhãn là khác nhau Ta chính là ngươi Người khi đem theo phẫn nộ vô tấn Và chấp niệm phục thu từ hỗn độn lên bờ Hắn vẫn vô cùng bình tĩnh Từ tốn nói Trung Nhạc và hắn ở tương lai nhìn nhau, hai người đều trẻ như nhau, chỉ là hắn bước ra từ hỗn độn, nhìn có vẻ phần tăng thương, nhưng trong ánh mắt hai người đều chất chứa ý chí cường đại giống hệt nhau vậy. Đó là đạo tâm bất diệt. Trung Nhạc quan sát bản thân mình, thần nhãn của hắn chưa có, có chút không hoàn hảo. Người tạo hai mắt cho hắn là Hạo Dịch Đế, Hạo Dịch Đế câu được hắn từ hỗn độn, hỏi tương lai, khắc cho hắn hai con mắt để báo đáp, nhưng không khắc thần nhãn thứ ba. Đây có lẽ là điểm duy nhất khác giữa họ và nhục thân khởi nguyên thần vương từ hỗn độn trở về quá khứ nuốt chừng chính hắn trước kia biến thành khởi nguyên đạo thần thoát khỏi hỗn độn của chính mình trung nhạc hỏi tại sao người không nuốt chừng ta đi tại sao chọn cách che giấu gương mặt thật sự như vậy vì chúng ta không chiếm ưu thế thần nhân hỗn độn thất khiếu bình tĩnh nói cho dù có nuốt ngươi thì ta cũng không chiếm ưu thế được ta thắng ở điểm ta biết tương lai Thế nhưng tương lai với ta mà nói là là quá khứ Ta không thể tùy tiện thay đổi nó được Thay đổi nó là thay đổi ưu thế của ta Ta phải có ưu thế Mới với điều kiện không thay đổi tương lai Ta có thể đấy. Khi người chết đi Chính là lúc ta thoát khỏi lân hồi Trung nhà có chút không hiểu ngẩng lên nhìn tiên thiên trung Trước tiên thiên trung đó Được đúc từ vật chất trong hỗn độn Tính lặng xoay chuyển Thỉnh thoảng lại phát ra tiếng len keng Ngoài trước tiên thiên trung này Còn có hư không trung Ngoài hư không trung chắc còn có lục đạo chung, luân hồi chung, đạo chung và tử vi đạo chung. Ta hiểu ngươi đang làm gì. Trung nhạc vẫn có chút nghi hoặc nói. Ta và ngươi lên thú, đáng lẽ phải là vô địch mới phải. Tại sao khởi nguyên bọn họ chưa từng là kẻ địch của ngươi. Cho dù ngươi có giết khởi nguyên thì cũng không thể. Thần nhân thất khiếu ngẩng lên nhìn đạo giới. Kẻ tiêu diệt ngươi không phải khởi nguyên mà là đạo giới. Cuối cùng ngươi chết dưới đạo quang của đạo giới kìa. Trung nhạc khẽ chấn động Hắn chầm mặc hồi lâu mới nói Người vẫn giết ta ở tương lai Ta đã thấy cảnh tượng đó Chiều cuối cùng giết ta là do người phát ra Thần nhân thất khiếu nói Ta có chừng mực chiêu đó của ta là trận đạo quang của đạo giới giúp ngươi Chết mà chưa chết Sau khi người chết đi Ta sẽ bỏ phát liên thủ với luân hồi thánh vương Giết khởi nguyên, tứ diện thần và hắc bạch nhị đế Chúng đã bị ta dùng hỗn độn khế ước khống chế Không thể không ra tay Trung nhạc nghi hoặc Vậy tại sao ngươi lại muốn gặp ta Cho ta biết việc này đây Thần nhân thất kiếu thẳng như nói Ta vốn dĩ sẵn sàng Cho trận chiến sau khi ngươi chết đi Thế nhưng mãi tới khi không lâu trước đây Ta mới phát hiện người đã phát giác ra lân hồi của chính mình Và thay đổi một số thứ Ví dụ như thôn phệ trường sinh linh căn Ví dụ như phong đạo tôn hạ giới Tương lai này đã khác với những gì ta đã trải qua Có lẽ ngươi có thể làm được Việc mà ta chưa từng làm được Ngươi không phải muốn biết ta đã trải qua những gì hay sao Ta sẽ đưa người đi xem những gì ta đã trải qua Mi tâm của thất khiếu hỗn độn thần nhân Bỗng bắn ra thần quang Nhấn chìm trung nhạc Trận chiến cuối cùng Tổ đình bị hủy Đại toại, lôi trạch, hoa tư, hậu thổ đã chết Các đời tại hoàng, các đời phục khi địa hoàng Tất cả đều đã chiến tử Con trai của trung nhạc cũng chiến tử Ở bên trên chiến trường Trung nhạc một mình đi trên chiến trường tăng thương Chiến kỳ đổ dạp, binh đao gãy đôi Thi thể thân nhân la liệt, khói bụi và tịch dương thánh vũ đế trong lá cờ của phục hy thị đứng đấy phụ hoàng hải nhi và các ca tỷ tỷ đã không làm nhục thanh danh của người rồi không làm nhục thanh danh phục khí bọn con vẫn luôn chiến đấu không hề đầu hàng hắn cười với trung nhạc nói rồi hồn phách hắn tiêu tán thiên đình trống rỗng chỉ còn lại một mình trung nhạc đứng giữa chiến trường tăng thương tính thét xé phổi tự như con sói cô độc bị thương chuyển tới ý chí bất khuất nộ hỏa bất diệt vị đế hoàng này bạo phát khiêu chiến với kẻ địch của hắn khởi nguyên tứ diện thần thiên thất khiếu thần nhân hắc đế bạch đế bao vây trận chiến kinh thiên động địa cuối cùng trung nhạc vẫn là chiến tử hỗn độn khí ức bạo phát nút trưởng hắn thi thể hắn biến mất trong hỗn đồn, cho dù là tử vong cho dù là hỗn độn cũng không thể hủy diệt được hắn nhục thân trung nhạc trong hỗn độn không ngừng bị xâm thực khiến hắn thay đổi hoàn toàn nhưng không hề bị hủy diệt lâu dần thi thể đó biến thành một sinh vật hỗn độn mơ mơ màng màng không biết thị phi không biết nhân quả chỉ bơi trong hỗn độn hắn tới lúc vũ trụ sơ khai thế đại tư mệnh thế là liều lĩnh chạy tới khen ngợi tấn dương sinh mệnh đầu tiên của thế gian hắn bơi trong hỗn độn quá lâu từ khởi thủy của thời gian bơi tới điểm tận cùng của thời gian từ điểm tận cùng dù lại chạy về lúc khởi thủy dường như hắn đang tìm kiếm thứ gì đó cứ bơi qua bơi lại những sinh vật hỗn độn khác cũng bơi theo hắn có một hôm hỗn độn tách ra xuất hiện một vết nứt lớn hắn vô tình đã một con hỗn độn khác rơi vào vết nứt kia khiến cho nó bị hút vào dễ dụa thế nhưng không thoát ra được đành mắc ở trong đấy rồi hắn và các hỗn độn khác kiểm tra một lượt thấy con hỗn độn kia cuối cùng vẫn rơi vào trong thời quang thế là rời đi rồi không biết bao lâu sau hắn dẫn theo các hỗn độn bơi qua bơi lại thấy bờ hỗn độn ở đó có một cây phủ tăng thụ trên cây có một con chim lớn sinh sống còn có mặt trời nhô lên từ trong hỗn độn hải các hỗn độn tìm kiếm đồ ăn ở đây ăn không biết mặt trời không biết từ bao giờ trong hỗn độn bay tới một chiếc bình một con hỗn độn cảm thấy chiếc bình này có lẽ không phải thứ của hỗn độn nên đưa nó lên bờ rồi hắn và các hỗn độn khác thấy chiếc bình được mở ra con sinh vật hỗn độn đó cũng lên bờ ăn con chim lớn trên cây và đi cùng sinh vật trong nơi này hắn và các hỗn độn gọi lại sinh vật hỗn độn đi mất kia thế nhưng đối phương không quay đầu lại hắn nghĩ rồi cất chiếc bình chống giống đi hỗn độn hải trở thành nơi giải trí của hắn các hỗn độn vui vẻ bơi qua bơi lại nơi này bỗng có một ngày con chim lớn bị một thiếu niên đầu rồng thân người đuổi đi. Thiếu niên đó ở lại nơi này. Không biết vì lý do gì, hắn đưa chiếc bình mà mình cất giữ lên bờ, được thiếu niên kia vui vẻ nhặt lên tặng cho một nữ tử đầu người thân rắn. Nữ tử đó rất vui, buộc chiếc bình ở bên hông. Hắn cũng rất vui, luôn muốn nói chuyện với thiếu niên đầu rồng thân người kia, thế nhưng lại không biết nên nói những gì. Cuối cùng một ngày, thiếu niên kia dùng vòng mặt trời, câu hỗn độn. Hắn cắn chặt mặt trời cắn câu các sinh vật hỗn độn khác đều không hiểu Nhìn hắn bị câu lên Thiếu niên kia phấn khích nói Hỗn độn cái gì cũng biết này Ta muốn hỏi Hắn đã giải đáp câu hỏi khó của đối phương Thiếu niên kia rất vui mừng Hỗn độn người không có mồm Ta sẽ tạo cho ngươi một cái mồm Rồi thiếu niên đầu dòng kia khắc cho hắn một cái mồm Đúng rồi Ta thăm ngộ ra một số thiên đạo đồ Ngươi giúp ta chút đi hắn lại trở về hỗn độn nhìn sự hưng suy trong thời gian bi hoan ly hợp của vô số sinh linh nhưng hắn vẫn thích du ngoạn trong hỗn độn hải hôm nay hắn thấy một người trẻ tuổi thần thái phi phàm khác ở hỗn độn hải ngốc nghếch dùng mặt trời câu hỗn độn không biết vì lý do gì mà hắn lại cắn câu thanh niên trẻ tuổi kia tên là hạo dịch muốn biết tương lai hắn cho hạo dịch biết về tương lai mà hắn biết hạo dịch rất vui mừng khắc cho hắn hai con mắt ta muốn có ba hắn còn chưa nói hết thì hạo dịch đã đi mất rồi hắn lại lang bạt trong hỗn độn rất lâu nữa hắn vẫn rất thích ở trong hỗn độn hải tới một ngày một vị lão giả đầu người thân rắn câu được hắn khắc cho hắn hai chiếc tay hỏi về tương lai rồi cũng bỏ đi lão giả đó tự xưng là phục hắn tiếp tục đợi ở hỗn độn hải có chút mong chờ thế nhưng cũng không biết hắn đang chờ cái gì cho tới một ngày hắn thấy một thiếu niên ngơ ngẩn coi mình thành mặt trời để câu hắn nhưng lại khiến cho hắn cảm giác vô cùng thân thiết hắn vẫn mắc câu thiếu niên đó đòi hắn thiên đạo đồ mà hắn thì nói rất nhiều thân phận cho thiếu niên đó trong tương lai hỗn độn ninh mông vô tận thiếu niên phục khi đó trưởng thành lại một lần nữa câu được hắn hắn vẫn mắc câu đại thoại cho ta cái mồm hạo dịch cho ta mắt phục cho ta tay giờ ta vẫn chưa có mũi nếu người khác cho ta mũi thì ta sẽ nói cho người biết những gì ta biết kìa hắn cười nói với phục khi kia phục khi giúp hắn khắc mũi đúng lúc này vô số ký ức bóng chốc tỉnh lại ý chí bất diệt, đạo tâm bất diệt, chấp niệm phục thù vô cùng vô tận, đến hỗn độn cũng không thể luyện hóa, tất cả đều hồi tỉnh. Hắn đã hồi sinh. Hắn nghĩ tới việc trở lại quá khứ có thể làm được rất nhiều việc. Hắn có thể tới đạo giới, giải cứu lôi trạch đạo thần và hậu thổ đạo thần. Hắn có thể thay đổi tương lai, rồi hắn bị đạo giới đánh xuống. Cuối cùng, hắn bình tĩnh lại, thực lực của hắn vẫn không đủ để chống lại đạo giới và trận luân hồi này. Ưu thế lớn nhất của hắn hiện giờ chính là hắn biết tương lai biết hướng đi của tương lai, biết đạo pháp thần thông của tương lai. Hắn vừa ra khỏi hỗn độn, vẫn cần tu luyện, nắm chắc mọi thứ hắn biết. Thế là hắn bình tĩnh rất nhiều năm, khi Trung Nhạc kéo đạo giới vào luân hồi, đã tranh thủ vào đạo giới trở thành đạo thần. Chiến lực của hắn đã không ai có thể sánh bằng. Nhưng với đạo giới, hắn vẫn còn có chút sợ hãi. Những gì hắn biết về tương lai sẽ trở thành một thứ vũ khí khác của hắn. Nên hắn ra tay cứu thiên để thiên lập lời thể hỗn độn, rồi lại cứu luân hồi thánh vương để hắn lập lời thể khế ước với hắn. Nhưng hắn vẫn chưa có thủ đoạn gì đối phó được với đạo giới. Hắn dám khẳng định khi giết bọn khởi nguyên đạo thần, đạo quang của đạo giới chắc chắn sẽ tấn công hắn. Ta không nên cứu lươn hồi thánh vương kia vì cứu hắn mà tương lai thay đổi càng ngày càng nhiều. Dị tượng lên biến mất, Trung Nhạc vẫn đứng bên cạnh thần nhân hỗn độn thất khiếu. Thần nhân thất khiếu lặng lẽ nói, không cứu lươn hồi thánh vương còn lại, hai lươn hồi thánh vương sẽ hợp thế, thực lực đại tăng, tổ đình chắc chắn bị hắn hủy diệt người hủy diệt khu luân hồi thứ bảy giết luân hồi thánh vương vì thế hắn không xuất hiện trong trận chiến cuối cùng thế nhưng giả luân hồi thánh vương vẫn còn sống Trưởng sinh đế vốn không nên chết đi thì lại chết đi bị người ăn mất rồi hắn nghi hoặc nói ta cảm thấy có lẽ ta không nên để đoạn lịch sử này tiến triển theo như ta biết ta muốn xem xem có thể làm được gì nào sau đó thiên bố nên không nên xuất hiện trong trận chiến cuối cùng mà chết đi ta nghĩ có lẽ người có thể giải quyết được trận luân hồi này chưa biết chừng ta không thấy được tương lai của ta thần nhân thất khiếu mà không phải gọi là thất khiếu trung nhạc có vẻ suy nghĩ nói điều đó có nghĩa là sau ngươi không lâu thì ta cũng sẽ chết người chết rồi ta giết khởi nguyên tứ diện thần hắc bạch nhị đế thân phận của ta bị bại lộ đạo giới giết ta sau đó ngươi trả trốn và hỗn độn hồi sinh biến thành ta ta lại đánh ngươi vào trong hỗn độn rồi ta chết dưới đạo quang của đạo giới rồi ngươi lại vào hỗn độn hồi sinh, đó chính là vòng luân hồi của chúng ta. Trung nhạc nổi ra gà, hắn từng dùng thủ đoạn này, hắc đế của quá khứ bị hắn dùng thủ đoạn của bắt đạo luân hồi phong ấn trong thời không cầu, chính là luân hồi hết lần này tới lần khác, tử vong, hồi sinh, tử vong, rồi lại hồi sinh. Khi Trung nhạc tạo ra vòng luân hồi hoàn cũng dùng tới thủ đoạn này, thiên và tứ diện thần khi tóm về phía vòng luân hồi hoàn cũng gặp tình hình tương tự, tay của họ tóm về phía vòng luân hồi hoàn bị chặt đứt hết lần này tới lần khác nhưng trung nhạc dùng tới bắt đạo luân hồi thời không đại luân hồi vẫn còn điểm chưa hoàn hảo dù sao hắn cũng chưa hoàn toàn luyện thành thời không đại luân hồi chỉ là dựa vào luân hồi đằng hoặc luân hồi đại đạo để mà thi triển rất dễ bị những cường giả khác nhìn ra ví dụ như thiên và tứ diện thần đều tỉnh ra trong quá trình luân hồi cuối cùng mời luân hồi thánh vương tới giải cứu còn luân hồi mà trung nhạc phải đối diện thì khác nếu như thất khiếu trung nhạc cũng không nhìn thấy tương lai của chính mình thì đó chính là một vòng luân tuần hoàn chết căn bản không thể giải trừ mà vòng luân hồi này rốt cuộc đã luân hồi bao lâu rồi đây là lần đầu tiên hay đã diễn ra vô số lần rồi đây điều này chỉ e rằng ngay cả thất khiếu trung nhạc bước ra từ hỗn độn cũng không thể trả lời sau khi ta được người khắc cho thất khiếu thứ bảy tỉnh ngộ kiếp trước kiếp này thì ta bắt đầu đã bố trí trung nhạc thất khiếu bắt đầu nói tiếp đạo giới vô cùng cường đại đạo quang của đạo giới căn bản là không thể giải trừ dù là ai chỉ cần uy hiếp tới đạo giới sẽ bị đạo giới trừ bỏ là thần ma không thể đi ngược lại với đạo đối diện với đạo muốn giết ngươi thì ngươi chỉ còn cách chấp nhận trung nhạc rất đồng tình đạo giới được tạo thành thần túy là từ đạo hàng năm giữ thời gian tuy thời gian trong luân hồi thiên cầu không dài thì nhưng tốc độ thời gian thời gian dành để nghiên cứu đạo quang của đạo giới có lẽ cũng mấy trăm triệu năm dù là luyện khí sĩ hay thần ma hoặc là đại đế đạo thần đều tu đạo đạo muốn giết ngươi ngươi không thể làm gì đạo quang của đạo giới quả thực không thể giải trừ giờ đạo quang của đạo giới tuy bị nhốt trong luân hồi nhưng hắn không thể nhốt đạo quang đạo giới mãi được đạo quang sẽ thoát ra và giết hắn hơn nữa đạo quang đạo giới có thể không chỉ có một có lẽ sẽ có một vài hoặc là vô số đạo đạo quang đạo giới trước kia bị tàn khuyết không có đạo quang nhưng giờ nó đã hoàn hảo đạo quang đạo giới cũng trở thành thanh kiếm sắc lạm ở trên đầu tất cả sinh linh. Khi ta mới ra khỏi hỗn đốn, tu vi thực lực vẫn chưa cao, ta buộc phải nâng cao thực lực bản thân nên ta đã mở ra một vùng không gian thời gian khác bên trong hỗn đốn. Trung nhạc thất khiếu nói, không gian đó được luyện chế mô phóng theo tự thân ta, cũng chưa thành lục giới. Vũ thêm hai cái bí cảnh Vũ và Chú để củng cố có tám tòa bí cảnh này, ta đã thu thập rất nhiều bảo vật bên trong hỗn đốn, luyện chế thành tám chiếc chuông khác nhau. Trung nhạc tim khẽ động ngẩng lên nhìn tiên thiên trung Tiên thiên trung hư không trung Chính là hai trong số 8 chiếc chuông hỗn độn trung kia Thất khiếu trung nhạc nói Chiếc hỗn độn trung này Là bộ vật ta dùng để tiếp dẫn Tiên thiên thần ma đã chiến tử Giao cho hỗn độn đạo hữu cho hắn chấn thủ Hư không trung Thì ta đã cứu một luân hồi thánh vương Và để hắn chấn thủ Chiếc trung này tiếp dẫn linh hồn hậu thiên thần ma chiến tử nhưng những ai hồn tiêu phách tán Thì không thể làm gì được Còn chúng sinh tử nán trong kiếp nán Còn cần lục đạo chung của ta Chỉ tiếc rằng không có cường giá Chấn thủ lục đạo chung Trung nhạc thất khiếu tinh thần phấn chấn Hắn cười nói Ta không định thay đổi tương lai người trẻ quá Sở dĩ có hành động này Là muốn cứu những thần nhân thần hữu chiến tử Trong trận đại kiếp này Như đại toái lôi trạch hoa tư vợ con Họ buộc phải chết một lần Vì thế họ muốn ta đích thân giết chết Vậy có thể đảm bảo họ sẽ được tiên thiên trung và hư không trung tiếp dẫn đi Nhưng nếu ta tương lai cũng chết đi Thì việc làm này của ta chẳng có bất cứ ý nghĩa gì cả Trung nhạc trầm mặc Hắn cũng nhìn thấy tương lai rồi Tuy vẫn chưa trải qua Nhưng cũng có đồng cảm Cho dù thất khiếu trung nhạc có trở thành đạo thần Thì chỉ sợ cũng rất khó khăn Mới mở được hỗn độn Luyện chế ra 8 chiếc cuốn độn chung Hắn vì muốn bảo vệ thân hữu Tiêu hao đạo lực quá nhiều thế nhưng không muốn nhìn thấy kết cục tương lai vẫn là tử vong. Tám chức chung này cũng là trí báo để ta đối phó với đạo giới. Đạo quang của đạo giới tuy có thể tiêu diệt mọi đối tượng, chỉ cần tu luyện đại đạo là đều bị giết cả. Nhưng tám chức chương này được luyện từ hỗn độn khí, hỗn độn không nằm trong đại đạo của đạo giới. Ta muốn có sức mạnh mạnh hơn cả đạo giới. Thất khiếu trung nhạc sắc mặt của quái nói. Thế nhưng sau khi tám chức chung này luyện thành, ta vẫn không nhìn thấy tương lai của mình. Ta trong tương lai vẫn chết đi Có thoát ra được không Đó mới là quan trọng Hắn nói tiếp Cũng chính vì lý do này Ta không ngăn người giết thiên Cục thế hiện tại đã khác với những gì ta đã trải qua Tùy tai kiếp ta từng trải qua Đã xảy ra Nhưng rất nhiều đối tượng đã chết trong tai kiếp đó Lần này lại không chết Còn những người không chết đi thì lại chết đi Ta không ngăn cản ngươi Chính là muốn xem chúng ta có khác nhau hay không Trung nhạc giữa người họ không phải cùng một người hay sao tại sao thất cứu trung nhạc lại nói liệu họ có khác nhau hay không đây ta sinh ra từ trong thi thể ngươi dù sao cũng không phải ngươi một cách hoàn hảo thất cứu trung nhạc từ tốn nói ý thức của ta là sự không cam lòng là sát khí là oán niệm thù hận phẫn nộ và lưu luyến tuy ta có ký ức của ngươi nhưng luôn cảm thấy thiếu cái thứ gì đó luận thần thông ngươi hiện giờ không bằng ta luận chiến lược, giờ ngươi cũng không bằng ta nhưng ngươi là ta một cách hoàn hảo có lẽ ngươi có thể làm được những việc ta không thể có thể ngươi đã thoát khỏi luân hồi này trước kia ta không gặp ngươi là vì ta biết tính cách của ta cho dù ngươi biết tương lai cũng sẽ không làm theo ý ta chắc chắn sẽ muốn thay đổi tương lai chúng ta đều cứng đầu như vậy có đúng không nào trung nhạc gật đầu cười nghe chính mình nói bản thân cứng đầu đúng là có cảm giác kỳ lạ mà thất khiếu trung nhạc nói nhưng giờ ta muốn gặp ngươi Nói với ngươi những gì ta biết Ánh mắt của Trung Nhạc lay động Nếu ta phá giả luân hồi Thì ngươi sẽ ra sao Ngươi còn tồn tại nữa không Nhân quá là logic sinh ra từ không gian và thời gian kìa Thất khiếu Trung Nhạc bình tĩnh trả lời Trong hỗn đốn không có không gian Không có thời gian Không có nhân quá Vào trong hỗn đốn thì sẽ cất đứt mọi nhân quá Nếu ngươi thành công Có lẽ ta vẫn còn tồn tại nhưng cho dù ta không còn tồn tại thì có sao đâu. Trung Nhạc trầm mặt, mỉm cười gật đầu. Hai người ngồi xuống nói chuyện rất lâu, Trung Nhạc đứng dậy, gọi Thế Tuế Thần Vương tới, cúi người với Hỗn Độn lão tổ. "Xin ra ta đạo huynh." Hỗn Độn lão tổ vội đáp lễ, "Đừng nói vậy, ta không muốn liên quan quá nhiều, sau này ngươi cũng đừng kéo ta vào nữa, là ta mừng lắm rồi, ta vẫn muốn về lại Hỗn Độn." Trung Nhạc liền khựng người, hắn đột nhiên cười, "Đạo huynh, ngươi cũng là sinh linh trong Hỗn Độn, dường như không có kiếp trước, không có nguồn gốc." Có lẽ đạo huynh cũng từng là một vị tính tâm vang dối bên trong vũ trụ này ấy chứ. Nếu như đạo huynh muốn ngộ ra nhân quá sau này vào lại hỗn đốn ta sẽ công ngươi lên, khắc cho người thất khiếu. Hỗn độn lão tổ vội xua tay cười. Hỗn đốn là một loại cảnh giới siêu nhiên nằm bên ngoài đạo. Ta hạ tất phải tự tìm khổ mà lên bờ đây. Bệ hạ, đừng nói vậy. Trung nhà cáo tử dẫn thấy tuế thần vương rời khỏi hỗn độn thánh địa, tiến về thiên đình. Đột nhiên hắn dừng lại, tách ra một đống lửa nhỏ từ linh hồn mình. Đốm lửa đó cháy leo lét, đột nhiên thay đổi, biến thành một ngọn lửa kỳ quái có chân, có đuôi. Đó chính là Tân Hỏa. Trận chiến này ta không biết mình có thắng được hay không, thế nhưng cục diện tử vong lớn hơn một chút. Trung Nhạc nhìn ngọn lửa nhỏ trong lòng bàn tay cười nói: "Anh bán, ngươi là lão sư của ta, cũng là bằng hữu của ta. Người đã ở bên ta khi ta và nhân tộc không có bất cứ thứ gì cả, ta mới có được ngày hôm nay." giờ đến lúc cũng phải chia tay rồi tân hỏa khựng người ngọn lửa nhỏ khóc không thành tiếng chảy ra là dòng lửa khi ta tới khởi nguyên đã thu thập được vài vũ trụ nhỏ luyện lại đèn cho ngươi rồi trung nhạc lấy ra một cây đèn đồng gì xét muốn dùng trụ quang luân để ngọn đèn hồi phục lại như khi mới luyện chế nhưng nghĩ chút lại để nguyên viết gì đó hắn đặt tân hỏa lên bức đèn đèn sáng lên ngọn lửa nhỏ đầy vẻ lưu luyến tân hỏa ta không thể đưa ngươi tới mộ ta được chỉ sợ cũng không thể tìm được chuyển nhân cho ngươi trung nhạc buông hai tay ngọn đèn đồng chậm chậm bay ra xa trung nhạc kể khẽ nhưng thủy trưởng lão sẽ giúp ta tìm cho ngươi một chuyển nhân chúng ta phải tạm biệt rồi tiểu phục khí tiếng của ngọn lửa nhỏ vang vọng từ bên trong chiếc đèn trung nhạc nhớ lại lần đầu tiên gặp ngọn lửa nhỏ này xuất thần một lúc khẽ vẫy tay với chiếc đèn đồng nếu ta còn sống sẽ tới tổ tinh gặp ngươi một vòng luân hồi bỗng hiện ra nuốt chửng cây đèn và tân hỏa cây đèn lặng lẽ di chuyển trong vòng luân hồi một vòng mặt trời nóng bỏng hiện ra trước phía trước nó chiếc đèn đồng nhỏ bay về phía ngôi sao thứ ba của vòng mặt trời này ở đấy hắn đã gặp vị lão thần cuối cùng trên tổ tinh thủy tử an có lẽ sẽ là khởi điểm của một truyền kỳ khác trung nhạc thu ánh mắt về cười với thái tuế thần vương chúng ta tới thiên đình thái tuế thần vương mơ hồ đi theo hắn tên này vẫn đang luyện hóa đầu của đại tư mệnh đột nhiên nhổ ra cái sọ đại tư mệnh giận dữ nói cái xương này khó tiêu hóa quá đi một lúc sau thái tuế thần vương lại nuốt xương sọ đại tư mệnh vào ngượng ngùng nói không không nỡ vứt đi vẫn là nên từ từ tiêu hóa thì hơn trung nhạc bật cười đà tạ đạo hiếu thái tuế thần vương cười ta chỉ là thấy ngươi nghiêm túc quá cố tình chọc ngươi vui một chút thôi quả nhiên ngươi cười rồi Trung nhạc cười ha ha, tinh thần phấn chấn hẳn, hắn nói: "Chúng ta cùng đi gặp kẻ mạnh nhất vũ trụ này một chút nào." Kính thưa quý vị khán giả thân mến, tập 367 của chúng ta tạm thời kết thúc tại đây. Chúc quý vị nghe chuyện vui vẻ. Xin chào và hẹn gặp lại.